Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2022 và phân tích kết quả chỉ số 3 Index CBAT vừa được Bộ Nội vụ công bố. Theo đánh giá cải cách hành chính năm 2022, điểm bình quân của khối cơ quan trung ương là 88,25, cao hơn năm 2021, trong đó 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là Công an thành phố, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước thành phố. Đối với khối sở ban ngành, thì 3 đơn vị xuất sắc ở vị trí dẫn đầu lần lượt là Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa và Thể thao. Có 10 đơn vị xếp loại tốt, 7 đơn vị xếp loại khá và 1 đơn vị trung bình khá. Ở khối quận huyện thì 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là quận Sơn Trà, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn. Về kết quả văn thư lưu trữ thì qua đánh giá 45 đơn vị địa phương thì có 10 trường hợp xếp loại xuất sắc, loại tốt có 11, loại khá 11, trung bình khá và trung bình có 12 và có 1 đơn vị chưa đạt. Nhìn chung hiệu quả tác động của cải cách hành chính năm 2022 qua kết quả khảo sát được đánh giá cao hơn năm 2021. Các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ hành chính công, mức độ hài lòng của người dân tổ chức qua khảo sát trực tuyến đạt tỷ lệ cao. Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.